Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với 1/4 GDP toàn cầu. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng trưởng 18% trong giai đoạn 2010-2014. Cùng với Hoa Kỳ, các nước Mỹ Latin như Mexico, Peru, Chile là các đối tác tham gia TPP cũng có sự tăng trưởng thương mại cao với Việt Nam trong năm qua. Đây là những thị trường lớn và mới, nhiều tiềm năng. Theo cam kết của các nước này, thì khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP thực thi, thuế xuất nhập khẩu gần như gỡ bỏ hoàn toàn. Cơ hội lớn nhưng sẽ có thêm nhiều rào cản phi thuế quan mà các doanh nghiệp cần có giải pháp ứng phó khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latin. Hoa Kỳ vừa khai trương phòng thương mại Việt Mỹ tại Bình Dương. Đây được xem là hoạt động đón đầu của Hoa Kỳ nhằm xúc tiến các dự án đầu tư của doanh nghiệp Mỹ, dự kiến sẽ tăng nhanh tại tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến nay, Hoa Kỳ hiện có 712 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng số vốn hơn 10 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 7 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP được thông qua, sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước có thể tận dụng thời cơ để xuất khẩu khi cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu có hiệu lực. Tôi nghĩ điều đầu tiên mà họ cần phải làm là hiểu được luật chơi, các luật lệ trong khuôn khổ TPP và WTO. Về cơ bản thì chúng cũng như nhau, nhưng các luật trong TPP sẽ phức tạp hơn. Vậy điều đầu tiên là phải hiểu được các luật lệ này. Sau đó họ cần phải tìm được một số đối tác để giúp họ. Họ sẽ phải tìm được khách hàng cho mình và hiểu được các yêu cầu của những khách hàng này. Ngoài ra còn là những quy định của chính phủ, như quy định về mặt an toàn chẳng hạn. Nếu họ nắm được và tuân thủ theo những luật lệ cũng như quy định này, thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho họ ở thị trường Mỹ. Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995 và Hoa Kỳ mở tổng lãnh sự đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997. Sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là khi Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước có hiệu lực vào năm 2001, tăng trưởng thương mại của hai nước có sự phát triển vượt bậc. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 15 vào Hoa Kỳ. Nếu như năm 2001, Việt Nam mới xuất vào Hoa Kỳ được 1,4 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm nay dự kiến đạt gần 35 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong giai đoạn 2010-2014, tăng trưởng bình quân 18% một năm. TPP có cơ hội lớn tăng năng suất của ngành nông nghiệp và cũng có nhiều cơ hội để nông dân Việt Nam bán hàng hóa đến các đối tác khác. Các nước tham gia TPP chiếm tới 40% thị trường của thế giới. Việt Nam trở thành nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia TPP thì sẽ có lợi thế, tiếp cận thị trường lớn hơn, không chỉ là đến Mỹ mà nhiều nước khác. Điều này giúp người dân Việt Nam có khả năng tăng thu nhập của mình. Tuy giao thương với Hoa Kỳ chậm hơn so với nhiều nước trong khu vực ASEAN, nhưng Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á vào thị trường này. Hàng hóa từ Việt Nam đang khá thành công trong việc xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, như dệt may, giày dép có thị phần lớn thứ hai. Riêng sản phẩm may mặc, tổng giá trị xuất sang Hoa Kỳ trong năm qua là 9,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22% thị phần. Mục tiêu lớn nhất của nước ta khi tham gia TPP là tăng cường hơn nữa lợi thế xuất khẩu sang 11 nước thành viên khác khi xóa bỏ thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế quan là 0%, thì hàng hóa từ Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xuất xứ với những quy định về nguyên tắc chung và cơ bản, nguyên tắc đặc biệt và thứ tự áp dụng các nguyên tắc này mà doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ. Khi anh đã có cái FTA, anh có TPP, thì anh cái sản phẩm anh phải có cái xuất xứ hàng hóa như thế nào thì anh mới được hưởng những cái ưu đãi thuế quan này. Có khi chúng ta được hưởng thuế quan ưu đãi đối với những cái nước đó hay là khu vực đó mà chúng ta không biết, chúng ta không làm, hoặc có khi chúng ta làm mà chúng ta làm không có đúng thì chúng ta không được hưởng ưu đãi này. Cho nên đó là một sự mất đi những cái quyền lợi doanh nghiệp rất lớn mà doanh nghiệp phải hiểu để làm thế nào trong cái thời gian tới. Thì là trong thời gian tới TPP thì chúng ta phải có chứ nào liên kết trong các cái nước ở trong cái TPP này để cộng gộp những cái sản phẩm của ở trong cái nội khối TPP này chúng ta xuất đi thì mới được ưu đãi thuế quan. TPP mở ra thì hiện nay chúng tôi thấy có nhiều nước mà họ rất quan tâm tới sản phẩm nông nghiệp mà hàng rào kỹ thuật của họ cũng rất là cao. Ví dụ như Mỹ hay là Nhật Bản đối với sản phẩm nông sản. Cho nên chúng ta cũng phải làm thế nào để nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm của chúng ta ra để tránh được cái hàng rào kỹ thuật của họ. Tại diễn đàn xuất khẩu năm 2015 với chủ đề giải pháp thâm nhập thị trường Hoa Kỳ và Mỹ Latin vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh,
Các đại biểu và doanh nghiệp nhận rõ cơ hội kinh doanh từ Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới với 310 triệu dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đã là 53.000 đô la Mỹ, nằm trong top 10 thế giới. Là thị trường khổng lồ, đa sắc tộc, nên nhu cầu tiêu dùng đa dạng, dịch vụ tài chính phát triển và người dân chi tiêu lớn, ít có thói quen tiết kiệm, nên các doanh nghiệp có nhiều cơ hội kinh doanh khi TPP có hiệu lực. Sức hấp dẫn của thị trường Hoa Kỳ đi đòi với sự cạnh tranh quyết liệt với hàng hóa từ Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn được biết đến là nước có hệ thống pháp luật phức tạp và nhiều rào cản kỹ thuật đối với thương mại. Liên tiếp nhiều năm, doanh nghiệp Việt Nam từng phải đối mặt với rào cản tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, thuế chống bán phá giá hay các tiêu chuẩn về lao động, môi trường. Riêng thuế đối với nông sản cũng có rất nhiều loại, như thuế theo trọng lượng, thuế gộp tính theo giá trị và số lượng, thuế theo hạn ngạch, thuế theo thời vụ hay thuế leo thang dành cho sản phẩm chế biến. Và để bán được hàng vào Hoa Kỳ, thì doanh nghiệp phải được cấp mã HS, tức mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu, để dự tính mức thuế suất phải nộp. Việc đầu tiên như mọi nhà xuất khẩu thì mình phải quan tâm tới cái mã HS để mình biết cái sản phẩm mình là cái mã HS nào, thì đó là nguyên tắc đầu tiên vô cùng quan trọng. Một khi mình biết đúng cái mã HS rồi đó, thì lúc đó thì luôn luôn mình mới phân tích tới là có những trường hợp ngoại lệ đối với là các cái loại hàng nào, nhưng mà việc đầu tiên quan trọng nhất vẫn là cái mã cho đúng. Ngoài ra đó thì còn có những cái yêu cầu về cái xác định tư cách của mình khi mình chứng nhận nguồn gốc và những cái trách nhiệm liên đới trong cái việc mình chứng nhận nguồn gốc nữa. Nhưng mà ở trong TPP hay những cái hiệp định như vậy thì có hai cái loại nguyên tắc xuất xứ khác nhau. Một cái loại xuất xứ đó cho những cái loại sản phẩm chung chung, chẳng hạn như là hải sản, như là thực vật hay là nông sản vân vân, cái đó là cái nguyên tắc xuất xứ mà 100% cái nguồn gốc của sản phẩm nó đến từ cái nước sản xuất là Việt Nam mình. Còn nguyên tắc xuất xứ thứ hai đó là cho các loại sản phẩm mà nó được cấu thành bởi những cái hợp phần đến từ các nơi khác. Trong khi đó, thị trường Mỹ Latin với 33 nước, dân số 600 triệu người lại không đòi hỏi cao về tiêu chuẩn như Hoa Kỳ, nhưng khá mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam. Khu vực này có thu nhập bình quân đầu người hàng năm là hơn 10.000 đô la Mỹ. Cán cân thương mại giữa Việt Nam và 33 nước là tương đối cân bằng. Riêng trong năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ Latin đạt 4 tỷ 700 triệu đô la, tăng gần 37% so với năm trước đó, chủ yếu gồm giày dép, dệt may, gạo, thủy sản vân vân. Đây là một cái thị trường mà chúng ta có cái quan hệ chính trị rất là tốt và người tiêu dùng khu vực Mỹ Latin rất là thích cái hàng hóa của Việt Nam. Và có một cái điểm rất là thuận lợi của chúng ta, tức là hàng hóa chúng ta vào khu vực Mỹ Latin không cần phải những thương hiệu nổi tiếng mà dùng ngay thương hiệu của hàng Việt Nam, và chúng ta có thể thâm nhập vào cái kênh phân phối của họ. Cái hàng của họ là hàng tiêu dùng họ rất là cần và không cần phải hàng quá là cao cấp, họ không quá khắt khe về cái chất lượng sản phẩm. Ngoài ra thì khu vực Mỹ Latin là cái khu vực mà chúng ta có cái thuận lợi quan hệ chính trị rất là tốt, có nhiều cái ủy ban liên chính phủ giữa hai nước, giữa Việt Nam với các nước Mỹ Latin, và cái cơ chế hội nhập của họ rất là sâu và nhiều cái cơ chế hội nhập, cho nên nếu chúng ta thâm nhập được vào hàng hóa vào một nước thì chúng ta có thể thâm nhập được vào những cái hàng hóa của các cái nước khu vực bên cạnh. Đối với đồng bằng sông Cửu Long sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp đưa hàng nông sản vào Hoa Kỳ khi thuế suất nhập khẩu các mặt hàng như gạo, rau quả, mật ong, trà, cà phê, hạt tiêu, điều sẽ được xóa bỏ. Đối với thủy sản, Việt Nam là nước cung ứng lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ. Năm 2013, xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt hơn 1 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 7% trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ về nhóm hàng này. Tốc độ tăng trưởng trong 5 năm qua là 13%, trong đó tôm là mặt hàng xuất khẩu mạnh sang thị trường Hoa Kỳ. Tiêu thụ tôm trên đầu người ở Mỹ dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chúng ta cũng có những cái chương trình và đề án mới đây về các cái đề án về phát triển thị trường bền vững mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt, trong đó cũng đã định hướng cho cái việc tiếp tục tăng cường hơn các cái hỗ trợ của Chính phủ thông qua xúc tiến thương mại quốc gia, thông qua cái việc xây dựng các cái thương hiệu cũng như là các cái chương trình trong các khai thác về các cái việc mà dỡ bỏ các cái dòng thuế và các cái tháo gỡ các cái rào cản, các hàng rào kỹ thuật để giúp cho sản phẩm của chúng ta tiếp cận vào thâm nhập thị trường này. Nhưng cũng phải nói đến những cái đề án rất lớn nữa về cái tiếp tục và tăng cường nâng cao cái hiệu quả và cái năng lực cạnh tranh của các cái sản phẩm của chúng ta, đặc biệt là trong đó các cái sản phẩm của các ngành công nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến. TPP được cho rằng sẽ thêm cơ hội cho nhiều sản phẩm, trong đó có rau quả từ Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ. Từ năm 2008,
Mỹ bắt đầu mở cửa cho thanh long Việt Nam. Tuy số lượng xuất trong 2 năm đầu chỉ vào khoảng 100 tấn mỗi năm, nhưng từ năm 2012 đã tăng lên 1.200 tấn. Hoa Kỳ đang có xu hướng tăng nhập khẩu các sản phẩm rau quả tươi và giảm dần các sản phẩm đóng hộp từ Việt Nam. Để mở cửa thị trường tiềm năng này, nước ta sẽ đưa ra danh sách 11 loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam lên cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ. Hiện các loại như thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, dải và nhãn đã có giấy phép nhập khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên, trái cây tươi xuất vào Mỹ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm và qua kiểm dịch. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tái cơ cấu nông nghiệp trước cái bối cảnh này thì khác với tái cơ cấu mà chúng ta hoạch định cách đây 2-3 năm. Mặc dù lúc đó chúng ta đã hình dung ra TPP có thể thông qua rồi, thì bây giờ phải rà soát ngay lại. Vì mới có 2 năm tái cơ cấu thôi, chưa phải là nhiều, có đủ thời gian để chúng ta điều chỉnh cái chiến lược ấy. Tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay, nếu có chiến lược phù hợp, hoàn toàn có thể nâng cao giá trị hàng nông sản trong nước. Đối với trái cây sẽ là lợi thế cho Việt Nam khi mà các nước có sản phẩm tương đồng như Thái Lan chưa tham gia vào TPP. Nhà vườn gần đây ứng dụng kỹ thuật và sáng tạo trong canh tác, giúp cho nhiều loại cây trồng cho trái quanh năm như chôm chôm, nhãn, thanh long, vân vân. Thực tế thời gian qua cho thấy, các loại trái cây nhiệt đới đặc sản của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ đều có giá bán tốt. Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm thì cần phải có sự đồng đều về kích cỡ, màu sắc là những đòi hỏi mà người nông dân cần phải tuân thủ, cho dù xuất tươi hay chế biến đóng lon. Cái lượng chôm chôm thì tiêu thụ rất là nhiều, nhưng mà tiêu chuẩn của người ta thì cần 28 quả tới 32 quả trong một ký. Nhưng mà hiện giờ thì Vĩnh Long chưa làm được việc đó. Thứ nhất là người nông dân thì thích bán xô để kiếm cái tiền lẻ hơn. Còn thật ra thì về tiêu chuẩn xuất khẩu cho nước ngoài thì nó phải là có đồng điều, màu sắc và những cái quả đếm. Để khi đổ một cái sản phẩm ra hoặc đổ một cái lon ra thì sản phẩm nó sẽ đồng điều. Thì như thế cái nông sản mình mới bán được giá nhiều hơn. Tại hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đầu tháng 11, các đại biểu nhận định Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, khi thực thi sẽ mở ra cho Việt Nam một thị trường xuất khẩu rộng lớn với nhiều mặt hàng nông sản nhờ có mức thuế suất bằng 0%. Một cơ hội khác lớn hơn là các dự án đầu tư xuyên quốc gia đi kèm với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất sẽ giúp Việt Nam nâng cao trình độ kỹ năng, tay nghề cho người lao động. Đây là yếu tố cơ bản giúp nông nghiệp Việt Nam nâng cao quy mô phát triển sản xuất, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản phẩm của Việt Nam của chúng ta đang có những cơ hội rất lớn, nhưng ở đây thì phải nói rằng nếu như chúng ta không đáp ứng được những cái yêu cầu về các hàng rào kỹ thuật, mà đặc biệt là liên quan đến các cái tiêu chuẩn về chất lượng của sản phẩm, rồi cũng như hàng loạt những vấn đề có liên quan khác, như tôi nói đơn giản là cái bảo hộ quyền tác giả, cái sở hữu trí tuệ vân vân, thì có rất nhiều vấn đề khác, thì chắc chắn là những sản phẩm của chúng ta cũng chưa thể có thể phát triển bền vững ở tại những thị trường này. Cùng với cơ hội khi hiệp định TPP có hiệu lực, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam cũng sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh lớn với hàng nhập khẩu từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, trong đó có Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latin. Như Hoa Kỳ mỗi năm xuất khẩu khoảng 3,5 triệu tấn gạo sang nhiều nước. Đó là còn chưa kể các rào cản phi thuế quan, bao gồm bảo vệ bản quyền giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, lao động, nguồn gốc xuất xứ, bảo vệ môi trường cũng rất chặt chẽ. Đây là những vấn đề doanh nghiệp trong nước cần đặc biệt lưu ý khi xuất khẩu nhằm tránh thiệt hại. Còn đối với thị trường Mỹ Latin, nhiều nông sản có thế mạnh như bắp, đậu nành, vân vân, từ đây sẽ trực tiếp cạnh tranh với hàng nông sản trong nước. Tiêu chuẩn cho đối với hàng nông sản của Việt Nam thì là không cao, nhưng tuy nhiên các nước Mỹ Latin thì trong đó có một số nước ấy là cũng là những cái nước sản xuất hàng đầu về nông sản. Họ sản xuất nông sản rất là mạnh, ví dụ như Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil, họ là những nước hàng đầu về nông nghiệp trên thế giới, ví dụ như là đậu tương hay thậm chí họ cũng sản xuất cả gạo nữa. Cho nên là hàng nông sản của chúng ta sang thì chỉ là một số những cái hàng mà gạo chúng ta cũng có một số thị trường cũng có nhu cầu nhập khẩu, đấy cũng có tiềm năng, nhưng mà đối với những mặt hàng nông sản khác thì chúng ta nên tập trung vào khâu chế biến. Điều cần lưu ý khi giao thương với các nước trong Mỹ Latin đó là ngôn ngữ. Các nước này phần lớn sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Việc chênh lệch múi giờ quá lớn hay phương thức thanh toán cũng cần được doanh nghiệp tìm hiểu kỹ. Một số nước như Mexico, Brazil và Argentina
có xu thế bảo hộ gia tăng đối với hàng trong nước. Riêng Cuba mỗi năm nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo và gần đây đã được xóa bỏ cấm vận, là cơ hội để các doanh nghiệp khai thác thêm thị trường mới với dân số 11 triệu dân. Mỹ Latin và Hoa Kỳ tuy là thị trường xa, nhưng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể khai thác tốt những ưu đãi thuế quan để mở rộng thị trường, tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và hàng hóa. Từ đó, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua đã có nhiều cải thiện, nhưng thu hút đầu tư vào khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế so với các vùng kinh tế khác trong nước. Vậy định hướng đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới là gì? Làm thế nào để phát huy hết thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm? Chuyên đề kinh tế tháng 12 với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp. Mời quý khán giả đón xem từ chuyên đề kinh tế kỳ tới, phát sóng lúc 19:45 ngày 7 tháng 12 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.